Xin chào quý khách hàng, hôm nay két sắt Phát Tài xin điểm qua về mẫu két sắt mà KV54 quả điện tử cho khách hàng cùng xem chi tiết sản phẩm này như thế nào nhé. Trước tiên là về nước sơn thì quý khách hàng có thể thấy là với két này thì được làm được từ làm hai màu, một từ hai màu sơn, phần thân thì được làm màu đen và cần cánh thì được làm màu ghi bạc. Đấy, cũng rất là bắt mắt. Thứ hai về cảnh quan thì két sắt này có dáng là dáng vuông nhé. Thì ở trên đây thì mình cũng nhìn thấy là cái phần phần thép này thì cũng được gấp nhé, chứ không phải là hàn nhé. Phần gấp này thì cũng khá là chi tiết. Thì phần gấp này nó nếu mà phần hàn ấy thì các bạn quý vị thấy ngay là khi hàn vào thì nó sẽ rất là sắc cạnh và nó có phần doa của máy mài để mà mài cái phần bả mà tít vào. Đấy, thì thép thì nếu mà được gấp thì nó sẽ tốt hơn là thép hàn khá rất là nhiều. Bởi vì tấm thép là tấm thép tấm. Nếu mà còn hàn thì cái phần này nó sẽ ở bên trên nó sẽ hàn vào. Đấy, thứ hai là cảm quan. Về mặt điện tử này thì mình nói qua nhé. Mặt điện tử này thì nó là điện tử pin trong. Thì điện tử này thì nhập tối đa được là 8 ký tự nhé. Mặt điện tử này thì đây, phím phản hồi cũng rất là nhanh nhạy, nhưng mà có vẻ là cái mặt điện tử này có vẻ là cũng lâu rồi không được thay đổi. Thì bình thường hiện tại bây giờ thì người ta sử dụng điện tử nó pin nó làm bên ngoài đây thì nó khá là dễ chịu với khách hàng khi mà hết pin hay thay thế. Đấy, về phần chìa khóa thì cái mẫu két này thì nó sẽ bao gồm hệ thống khóa là gồm có một khóa chìa ở đây, khóa này khó là zip, khóa chìa bốn cạnh nhé, đây khóa chìa bốn cạnh này kết hợp với một bộ điện tử để mở két ra. Đấy, thì chìa khóa ở đây được trang bị là chìa khóa bốn cạnh đây. Đấy, và kết hợp với bộ mật mã đây. Đây, mật mã này thì bảo mật cao rồi, rất là dễ dàng sử dụng này, có báo động nữa, báo động khi mà va chạm mạnh mặt khóa vào mặt này, di chuyển mạnh này, rung lắc mạnh này và dò mã này. Chúng ta cùng mở bên trong nhé. Bên trong thì đầu tiên thì chúng ta quan tâm tới là về chốt an toàn. Mẫu này thì chúng ta được trang bị là gồm có 4 chốt an toàn di động ở phía bên kia. Chốt này thì là dạng chốt thép inox và đặc nhé. Thứ hai là chốt bên này thì gồm có 3 chốt. Chốt phần phụ này gồm có 3 chốt này, chốt này được cố định nhé, không có di chuyển nhé. Cái chốt này thì có vẻ là thép nhưng mà là rỗng bên trong. Đấy, nhưng mà cũng không thể nào mà cậy được ra đâu. Nhưng mà nếu mà được làm bằng chốt inox nữa thì tuyệt vời hơn. Đấy, đây là pin ở bên nó có bên trong này. Đấy, pin này. Và đây là nút reset mã này, nằm ở phía này. Thật ra là mình cũng không ưu ý cái nút reset mã này một lắm. Cái chi tiết này thì nhìn nó hơi kém một chút. Tại vì là nếu mà nhà sản xuất ý, mà cho được nằm ở bên trong ấy, ví dụ nó có một cái lỗ ở đây, nó nằm ở bên sau trong cánh này, nó một cái lỗ thì mình thò ngón tay vào mình bấm ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì là lúc thò ra ấy, thì trong trường hợp mà ví dụ mà khách hàng để nhiều giấy tờ chẳng hạn, thì mình ví dụ là để nhiều giấy tờ mà chẳng may mà để nhiều quá nó cắn vào cái nút này, khi đóng cửa mà nó cắn vào cái nút này thì nó sẽ đổi mã liên tục. Đấy, thì khách hàng không thể làm là thế nào là mở cái ra được, thì cũng là một cái vấn đề nhỏ nhỏ ở đây cái nút này. Nếu mà cũng rất là mong sau này thì sản xuất thì có thể là cải tiến lâu hơn, làm một cái lỗ giống như cái loại két sắt của Hàn Quốc thì nó sẽ có một cái lỗ thò ngón tay vào rất là tốt. Thứ ba là bên trong thì chúng ta gồm có là hai khoang, một có ngăn kéo khóa dưới này này và một khoang lớn ở phía trên. Phía trên thì có thêm một đợt chiên ngăn nữa. Cái đợt này thì cái thép cũng khá là mỏng nhá. Đấy, khá là mỏng. Đấy, thì sơ qua thì bên trong thì cũng tối ưu. Bên trong này thì cái khoang chứa này là dạng là đây, để mình đợi mình chút nhé. Đây, khoang chứa bên trong thì cái khoang này thì nó dạng là ngăn kéo mở cánh nhé. Còn một số hãng thì tiên tiến hơn thì người ta làm ngăn kéo có khóa kéo ra để vào này thì nó tiện hơn. Nhưng mà cái chế độ nó sẽ kiểu là nó
cái khả năng chứa đồ ấy của nó sẽ ít hơn được cái khoang cửa mà ở ngang này, nhưng mà cũng phê bình một chút nữa này là cái chi tiết nó làm khá là không không được trau chuốt, vì như mình buôn buôn rất là nhiều két, làm rất là nhiều hãng thì cái phần này này thường thường là sẽ được giấu giấu cái ổ này đi, nó không trơ hơi như này, sau đó là nó sẽ thò ra thụt vào thì nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều. Ở đây thì dường như là cái mỗi tấm thép không thôi, đấy, mỗi tấm thép không thôi. Cho nó lắp cái chìa khóa vào đây thôi. Đấy, như cái này cũng không quan trọng lắm, tại vì là cái này chỉ chống người trong nhà thôi. Còn ví dụ mà mất ở trong này mà cái bên này không phá thì 100% là người quen rồi. Ông có chìa khóa ấy, ông mở ra, mật mã ông mở ra là được. Đấy. Bên trên này thì nhà sản xuất cũng trang bị cho ta một cái tấm lót bằng lỉ nhá, bằng lỉ. Đây. Thì cái hèm cửa này thì cũng là hèm cửa dạng tam cấp chúng ta lửa nhé. À, có một lưu ý nhỏ nhỏ này. Khách hàng mà muốn biết là thép nó dày ở đâu ấy, dày bao nhiêu ấy, thì mình chỉ cần ở đây. Ở đây thôi. Cái phần này này, thì nó sẽ nhìn được là tấm thép nó dày bao nhiêu. Đây. Thì hiện tại tấm này khá là mỏng. Mỏng. Thì cái này thì chắc là nó chỉ được không phải, chưa đến 1 ly đâu, chưa đến 1 ly đâu. À, chân két thì được trang bị chân có bánh xe nhá, 4 bánh xe giúp di chuyển một hướng này như này thôi. Đấy, còn chiều này thì chúng ta chiều tiến lên chiều xuống thì không được nhá. Két nào thì cũng thế thôi. Đấy, đây. Phần bản lề thì giả bản lề bản to này. Thép cũng khá là dày, đây phần này thép này cũng khá là dày này. Đấy, nhưng mà mình cũng không quan tâm quan trọng lắm với bản lề đâu. Cái bản lề này nó chỉ có chức năng quay compa như này thôi. Đấy, cái bản lề này mình có cắt ra ấy thì cũng không mở được két ra đâu, tại vì là chốt an toàn nó cắm vào những cái lỗ ở trên thành két này. Đấy, chẳng cắm vào lỗ ở đây. Đấy. Cuối cùng là về nước sơn. Nước sơn thì cũng khá tốt. Ở đây thì cảm quan thì cũng khá là tốt ạ. Ở đây thì cũng bóng cũng khá là mịn. Nhưng mà hình như là có một số, vẫn còn một số hạt nó lổi lổi ở đây, chắc là chưa vệ sinh kỹ khi sơn này. Đấy. Thì tay lắm này, tay lắm trơn này, inox trơn này, cũng cái này thì khá là tốt, cũng khá là bền nhá. Đây, mình thử thao tác bên trong. À, mình chưa cắm khóa mà. Đây. Đây. À, cái phần này thì lúc mà chúng ta mở cánh ấy, nó khá là lặng, nó hơi lặng một chút. Đấy, thì chắc có thể là những người mà lớn tuổi hoặc là phụ nữ ấy, đã dùng thì có cảm giác khá nặng tay. Nhưng với thanh niên hoặc là người anh em mình thì em nghĩ là cũng bình thường. Đấy, cũng mở ra cũng rất là thoải mái thôi, cũng nó chỉ hơi lặng tay một chút thôi. Đấy. À, chúng ta quay lại phần sau đít nhé, sau đít két này. Đây. Đợi mình chút nhé. Đây, phần phần phía sau này thì chúng ta để ý là rất là thép này, không, chỗ này là hàn rồi, không phải là tấm nữa nhé, chỗ này là hàn rồi, đây cũng là hàn rồi này. Còn đây có nhìn này, vết là hàn doa này. Đấy, hàn rồi này. Khá là chắc. Thì cái này bên trong đúc bê tông rồi. Đấy, khá là chắc. Thứ hai là sau mỗi cái lỗ, có một cái lỗ ở đây thì cũng khá là tốt nhé. Cái lỗ này thì là để bơm tấm xốp bột chống cháy vào trong này. Nhưng mà ở cái phần sau đít này này, cái phần hoàn thiện sau đít này thì khá là cẩu ẩu. Nhìn các bạn nhìn này, cái thành thước nó không sắc cạnh này. Thứ hai là nó lồi lõm này, lên khá là nhiều. Cái phần này thì mong nhà sản xuất sau thì sẽ làm nó tốt hơn. Cái phần này tốt hơn. Đây, các bạn nhìn này, thì khá là lồi lõm này. Khá là lồi lõm, không không rõ ràng, không liền mạch. Đấy, hàn này, đây vết sơn ở đây. Hàn ở đây thì khá là tồi. Đây. Ở phần đầu sau này thì mình cũng không có quan trọng lắm đâu. Tại vì nó không ai quay mặt sau này ra cả, đúng không ạ? Chúng quay mặt trước thôi. Thì trên đây là cảm quan về về mẫu két sắt mà mình giới thiệu cho anh chị ở đây, là mẫu KV54 khóa điện tử.
khóa điện tử này là khóa điện tử bên trong nhá. Đấy. Thì sản phẩm này thì có giá rất là tốt thôi. Không biết là các đơn vị khác giá thế nào, nhưng mà hiện tại đơn vị mình đang bán với giá là 3.800.000. Giá khá là phải chăng. Kích thước khá là to. Đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.